Tối ngày 13 tháng 10, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông đã trao bằng khen đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho hai thanh niên Trần Kim Hiếu và Nguyễn Minh Trí, cùng trú tại huyện Cư Chút, tỉnh Đắk Nông, vì đã có hành động dũng cảm cứu người. Trước đó, sáng 12 tháng 10, khi phát hiện một người phụ nữ nhảy xuống giữa dòng sông Serepok, ranh giới giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, anh Trần Kim Hiếu đã lao ra giữa dòng sông rộng hàng trăm mét để cứu người. Do vừa phải bám vào can nhựa, vừa ôm người phụ nữ, lòng sông rất rộng và nước chảy mạnh, nên khi bơi gần vào bờ thì anh Hiếu đuối sức. Thế vậy, anh Nguyễn Minh Trí và một số người dân đã nhảy xuống hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ. Do đuối sức nên sau khi đưa được nạn nhân lên bờ an toàn, anh Hiếu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.